Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cách cho Artemia sinh khối ăn. Đây mình nuôi số lượng lớn, mình chuẩn bị một cái khay, cái thùng hơi to. Ok. Thức ăn chính của Artemia chủ yếu là tảo, tảo bột. Mình có một hũ tảo bột. Nếu mà cho ăn tảo không thì cá hồ cho ăn nó nổi bọt rất là nhiều, rất là dơ. Để khắc phục cái tảo đó thì mình sẽ bổ sung thêm cám. Này, các bạn có cám 3 năm hay 2 năm gì cũng được. Ở đây là mình xài cái loại cao cấp hơn. Này mình dùng cho cá con thôi, dinh dưỡng rất là cao. Cho một tí xíu rồi để không có bọt thôi nha các bạn, không cần nhiều. Và để con Artemia nó mau lớn, nó lột xác thì phải cần có canxi, cần có khoáng. Thì ở đây mình sẽ bổ sung thêm cho nó ít khoáng. Khoáng này thì cứ 3 đến 4 ngày thì bổ sung như một lần, không cần cho ăn mỗi ngày đâu. Xong thì bây giờ mình sẽ cho nước vào ngâm. Mình ngâm, mình cho cái cám nó mềm ra và khoáng nó thấm vô thức ăn. Ngâm khoảng 5 phút, sau đó mình sẽ cà. Ok. Ok, đã 5 phút. Bây giờ quay trở lại, bây giờ ta sẽ cà cho hạt ăn. Cà cho cám nó xuống rồi các bạn. Đây là thùng tảo chuẩn bị cho ăn. Ok, bây giờ sẽ cho ăn
cho ăn đơn giản thôi, chỉ cần tạt đều ra xung quanh. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Chúc các bạn thành công.